lông lá là một chủ đề khá nhạy cảm với chị em mình nhỉ. Mặc dù nhiệm vụ của chúng là bảo vệ da nhưng chẳng ai thích sự xuất hiện quá nhiều của lông gây mất thẩm mỹ. Hầu hết các máy triệt lông tại nhà đều sử dụng công nghệ ánh sáng IPL. Chùm ánh sáng này sẽ đi sâu vào lớp biểu bì trên da. Triệt tiêu những nang lông, từ đó ngăn chặn tình trạng hình thành lông, nếu có lông cũng sẽ mọc nhạt và thưa hơn so với ban đầu. Và sau một quá trình tìm hiểu, mình đã lựa chọn máy triệt lông TMB Naked IPL. Thiết bị tẩy lông bằng laser TMB IPL là giải pháp hoàn hảo cho những ai muốn thử triệt lông bằng laser tại nhà. Sử dụng công nghệ ánh sáng sung cường độ cao vượt trội để phá hủy các nang lông không mong muốn và mang lại kết quả nhanh chóng và lâu dài. Lý tưởng cho việc triệt lông vĩnh viễn, lâu dài, thiết bị triệt lông bằng laser này có thể thực hiện điều trị toàn thân trong vòng 30 phút và không gây đau đớn. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về máy triệt lông TMB. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như review máy triệt lông TMB hiệu quả nhanh không, an toàn không, xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Bao bì của em này khá là sang. Xịn mịn với hộp vuông màu trắng. Bên trong gồm một máy triệt lông TMB Naked IPL màu trắng một mắt kính đen, một dao cạo và tờ hướng dẫn sử dụng. Máy cầm chắc tay, không quá to và nặng. Mỗi khi sử dụng xong thì mọi người có thể cất lại vào hộp cho gọn gàng. Máy triệt lông TMB được trang bị công nghệ triệt lông tiên tiến nhất hiện nay đó là công nghệ IPL viết tắt của từ Intel Light công nghệ sử dụng ánh sáng sung có bước sóng từ 470 nanomet, 1100 nanomet. Khi ánh sáng này gặp sắc tố melanin của lông, ánh sáng sẽ phá hủy sợi lông và mầm sống. Do đó, ánh sáng này không ảnh hưởng đến da, đồng thời khiến lông mọc chậm và dần bị tiêu hủy hoàn toàn. Máy triệt lông TMB được thiết kế với hai chế độ hoạt động bằng tay và auto và có 5 mức điều chỉnh năng lượng của tia sáng phát ra. Điều này giúp cho người dùng dễ dàng lựa chọn với từng vùng da khác nhau trên cơ thể cũng như người có làn da yếu sử dụng cho phù hợp với nhu cầu của mình. Hiệu quả, mình triệt cách 5 ngày một lần và lặp lại trong vòng hơn một tháng rưỡi. Những ngày đầu lông mọc lên nhiều hơn trước mình rất hoang mang lắm nhưng sau khi tìm hiểu thì đó có thể là làm nang lông trồi lên mình cứ tiếp tục sử dụng máy thì sau đó lông mình giảm hẳn nếu có mọc thì lông mềm hơn và nhạt màu hơn ơn rời vì cuối cùng cũng có kết quả khi nào rảnh là mình lại lôi máy ra triệt lông máy dễ dàng sử dụng tại nhà mà còn rất tiện lợi nữa phải nói mình thật sự hài lòng với kết quả mà chiếc máy mang lại bây giờ muốn mặc đồ gì hở hờ, hờ cũng thoải mái, chẳng còn lo nghĩ đến lông nữa, tuổi thọ máy bền hơn 10 năm. Đầu phát xung ánh sáng được coi như trái tim của máy triệt lông, do vậy trên sản phẩm này nhà sản xuất trang bị cho chiếc TMB có số lần phát sung đạt 700. Không 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 lần mới phải thay thế đầu mới, theo như tính toán thì tuổi thọ có thể đến hôn 10 năm với tần suất sử dụng bình thường. Nói như vậy để thấy rằng so sánh với mức phí đi triệt lông tại spa tối thiểu 500.000, lần thì đã rẻ hơn rất nhiều phải không bạn. Đồng thời còn giúp bạn tiết kiệm thời gian nữa, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được máy triệt lông TMB chính hãng Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của máy triệt lông TMB để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.